Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cbiz. Các bạn thân mến, phải công nhận một điều rằng nửa đầu năm 2020 là quãng thời gian rất thành công của nền điện ảnh Hoa ngữ khi mà đã trình làng vô số những tác phẩm gây được tiếng vang lớn. Và theo đó, mới đây, theo dữ liệu được cập nhật từ Kudua Media thì top 5 bộ phim Hoa ngữ có lượng truy cập cao nhất ở thời điểm hiện tại đã được công bố. Và cụ thể đó là những bộ phim nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Bộ phim đầu tiên Thanh Bình Nhạc 82,78 điểm được đánh giá là một trong những bộ phim cổ trang cải biên rất có tâm mà hoàn toàn không làm mất đi cái hay của nguyên tác. Ngoài ra còn cộng thêm lối diễn xuất ấn tượng của Vương Khải, Giang Sơ Ảnh, Thanh Bình Nhạc, cô Thành Bé ngay từ khi lên sóng đã nhận được vô vàn lời khen của công chúng mến mộ. Càng về sau, đứa con tinh thần của ekip sản xuất chính Ngọ Dương Quang càng chứng minh được sức mạnh của mình khi được đánh giá 5 sao trên đầu bàn cùng với số điểm là 8,2. Cho tới thời điểm hiện tại, Thanh Bình Nhạc vẫn chứng minh được vị thế của mình trên các bảng xếp hạng phim truyền hình khi luôn giành vị trí thứ hạng cao. Bộ phim thứ hai, Thu Thiền với 81,03 điểm. Với sức hút từ cái tên Nhậm Gia Luân, thật không quá khó hiểu khi Thu Thiền trở thành tác phẩm ăn khách trên màn ảnh nhỏ xứ Trung ở thời điểm hiện tại. Cốt truyện hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn cùng những màn tương tác chất lượng của cặp đôi chính đã khiến ekip sản xuất Thu Thiền nhận về hàng ngàn bình luận đánh giá tích cực. Đây được biết tới là bộ phim được đắp chiếu khá lâu của nam thần màn ảnh Nhậm Gia Luân và người đẹp Lý Mạn, nên ngay khi với trình làng, Thu Thiền giống như đã giải tỏa được cơn khát bấy lâu trong lòng người hâm mộ. Bộ phim thứ 3, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn với 79,37 điểm. Không được quảng bá rầm rộ như nhiều dự án khác, vậy nhưng ngay khi chào sân, bộ phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn đã khiến không ít khán giả phải mất ăn mất ngủ để mong ngóng từng tập phim lên sóng. Tham gia đóng chính là hai gương mặt trẻ của điện ảnh Hoa ngữ, Triệu Lộ Tư và Đinh Vũ Hề. Chủ đề xuyên không rất quen thuộc, vậy nhưng với loạt tình tiết hài hước cùng với những khoảnh khắc rắc thính ngọt như mật của cặp đôi chính đã giúp bộ phim chiếm được cảm tình từ phía khán giả. Bộ phim cũng đang được đánh giá cao khi giành 5 ngôi sao trên đầu bàn và chiếm trệ đứng ngang hàng với nhiều tác phẩm khác có cùng thời điểm phát sóng. Bộ phim thứ tư, Hạnh Phúc Trong Tầm Tay với 78,25 điểm. Là một trong những dự án được truyền thông đặc biệt ưu ái, Hạnh Phúc Trong Tầm Tay, Định Chế Tình Yêu Cao Cấp do Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo công chúng ngay trong ngày đầu tiên công chiếu. Vậy nhưng trái với kỳ vọng của người hâm mộ, bộ phim đã không đem lại nhiều ấn tượng sâu sắc như đã từng được tung hô trước đó khi mà bị chê bai về cốt truyện lỗi thời, tình tiết nhàm chán và sự tương tác gượng gạo của cặp đôi chính. Tuy nhiên, xét một cách tổng thể thì Hạnh Phúc Trong Tầm Tay vẫn là tác phẩm đáng xem dành cho các mọt phim ngôn tình hiện đại với những cảnh quay tinh tế mang tính thẩm mỹ cao, cùng dàn cast toàn trai xinh gái đẹp. Và bộ phim thứ 5, Tiệm Đồ Cổ Trung Cục với 72,22 điểm. Lọt vào top 5 là bộ phim thuộc thể loại giả tưởng đầy kịch tính Tiệm Đồ Cổ Trung Cục. Nối tiếp thành công của phần trước, tác phẩm này đã đem tới cho khán giả những khoảnh khắc nghẹt thở khi các nhân vật phải chiến đấu hết mình trong thời khắc sinh tử với các phe thần thánh từ mấy chục năm trước. Tiệm Đồ Cổ Trung Cục có sự tham gia của Hà Vũ, Ngụy Thần đã nhận về hàng loạt ý kiến đánh giá khá tốt. Tuy nhiên, cũng có nhiều bình luận tỏ ra không hài lòng ở nội dung phim quá rối, cộng thêm những cảnh quay chưa được đắt cho lắm. Chúng mình là Hồng Cbiz, đừng quên like cũng như subscribe kênh để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ở nhá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!